Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Thời sự TV. Bạo loạn ở Kazakhstan, đập tan âm mưu đảo chính, bắt khẩn cấp 8.000 phần tử cực đoan. Tổng thống Kazakhstan Kasim Yomad Tokayev khẳng định nhiều tay súng nước ngoài đã tham gia vào các cuộc bạo động chống nhà nước những ngày vừa qua. Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến bất thường với các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO ngày hôm nay, Tổng thống Kazakhstan Kasim Yomat Tokayev nói rằng mục tiêu chính của những kẻ khủng bố là phá hoại trật tự hiến pháp chiếm đoạt quyền lực và âm mưu đảo chính giai đoạn cao trào đã bộc lộ các nhóm chiến binh vũ trang đã chờ sẵn để hành động mục tiêu chính của chúng đã bộc lộ rõ phá hoại trật tự hiến pháp phá hủy các thể chế quản trị chiếm đoạt quyền lực chúng ta đang nói về một âm mưu đảo chính ông Tokayev nhấn mạnh tổng thống Tokayev cũng khẳng định các tay súng nước ngoài đã tham gia vào các cuộc bạo động chống lại nhà nước kazakhstan những ngày vừa qua Ông Tokayev cho biết tình hình ở Kazakhstan đã diễn ra đặc biệt nguy cấp. Thành phố lớn nhất nước Almaty và chính trung tâm khu vực đã bị những phần tử khủng bố chiếm giữ. Các cuộc biểu tình hàng loạt ở Kazakhstan bắt đầu nổ ra vào đầu tuần trước khi dân cư ở Zanazen và Aktau phản đối việc giá khí hóa lỏng tăng gấp đôi ngay những ngày đầu năm mới 2022. Sau đó, làn sóng biểu tình nhanh chóng lan rộng sang các thành phố khác dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát gây ra tình trạng cướp bóc và phá hoại theo thông tin cập nhật mới nhất từ Bộ Nội vụ Kazakhstan, số người bị bắt giữ trong và sau các cuộc bạo loạn ở nước này đã lên tới gần 8.000 người. Tổng thống Kasim Yomad Tokayev đã ban bố tình trạng khẩn cấp đến ngày 19 tháng 1 và mời lực lượng giữ gìn hòa bình của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO hỗ trợ kiểm soát tình hình trong nước.